Chào các bạn, mình là bác sĩ Lê Ngọc Quý. Mình tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội năm 2006. Từ đó tới nay thì mình làm về nội soi tiêu hóa, phụ trách phòng nội soi. Có hai điều mà mọi người rất là sợ hãi khi đi nội soi. Thứ nhất, mọi người rất là sợ những đau đớn, những khó chịu trong khi nội soi. Và nỗi sợ thứ hai, mọi người rất là sợ bị lây các bệnh truyền nhiễm như là viêm gan B, HIV khi nội soi. Chính vì vậy, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về quy trình khử khuẩn dây soi để đảm bảo an toàn cho mọi người. Dây soi mềm là dụng cụ tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc đường tiêu hóa. Đây là dụng cụ bán thiết yếu theo phân loại của Spalding nên cần phải khử khuẩn mức độ cao. Nội soi dạ dày, đại tràng bị nhiễm bẩn bởi đờm rãi, máu, phân, mô, niêm mạc với số lượng có thể lên đến 9 log 10 vi khuẩn bên ngoài ống soi và nhiễm tới 5 log 10 vi khuẩn trong lòng ống soi. Chính vì vậy, việc khử khuẩn ống soi là bắt buộc và cần tuân theo các bước sau. Bước 1. Làm sạch từ xa. Đây là bước rất quan trọng, có tác dụng loại bỏ phần lớn chất bẩn, đờm rãi, máu ra khỏi ống soi. Ngay khi bác sĩ rút máy, người phụ dùng gạc mềm tuốt sạch đờm rãi bám bề mặt ngoài của ống soi. Khi rút máy ra khỏi cơ thể người bệnh, bác sĩ nội soi sử dụng chức năng hút để không còn ứ động đờm rãi trong lòng ống soi. Bước này mới nhìn tưởng đơn giản, nhưng rất dễ gây rơi rớt đờm rãi, gây nhiễm bẩn ra xung quanh. Bước 2. Làm sạch bằng enzyme. Dung dịch enzyme giúp đánh tan, phân hủy các mảng bám hữu cơ như máu, đờm rãi, các chất tiết, mô. Đây là bước quan trọng nhất trong quá trình xử lý ống nội soi mềm, quyết định hiệu quả của việc khử khuẩn. Làm sạch bằng enzyme có thể loại bỏ được 4 lớp vi khuẩn. Đây là bước bắt buộc trước khi khử khuẩn bằng tay hay bằng máy. Ngay sau bước làm sạch từ xa, dây soi được nhúng ngập trong dung dịch enzyme, kích hoạt chức năng hút để enzyme tác dụng bên trong kênh dụng cụ của dây soi, kích hoạt chức năng bơm khí và bơm nước để tránh tắc kênh khí nước. Dùng gạc mềm có enzyme lau rửa sạch bề ngoài của dây soi, đảm bảo không còn các mảng bám hữu cơ. Tháo rời các van hút, van khí nước và van sinh thiết. Dùng chổi rửa dài để cọ rửa sạch kênh dụng cụ của dây soi, đánh tan các mảng bám, đờm rãi hay các máu đông. Hút rửa lại kênh này bằng enzyme và lau lại bằng gạc mềm có enzyme. Dùng chổi rửa ngắn, gạc mềm và bàn chải mềm để cọ rửa sạch các van hút, van khí nước, van sinh thiết cũng như là canuyên ngắn miệng hay khay quả đậu.
Bước 3. Tráng rửa sạch dây soi và phụ kiện bằng nước sạch. Sau khi dùng enzyme đánh tan, làm sạch các mảng bám hữu cơ, các dịch sinh học như máu, đờm rãi, mô cơ thể, cả bên ngoài dây soi và bên trong kênh dụng cụ, dây soi được tráng rửa bằng nước sạch cả bên ngoài và bên trong ống soi. Sau đó, dây soi được xối rửa lại bằng nước sạch dưới vòi nước chảy. Dùng gạc sạch lau khô bên ngoài dây soi, hút khô bên trong kênh ngăn thiệt để tạo điều kiện khử khuẩn tốt nhất toàn bộ dây soi. Kiểm tra bề mặt dây soi đảm bảo sạch, không còn các mảng bám. Tháo rời bộ phận kết nối dây soi ra khỏi bộ xử lý hình ảnh trung tâm. Các van hút, van khí nước, van sinh thiết, khay quả đậu, khả năng ngáng miệng cũng được làm khô trước khi ngâm vào dung dịch khử khuẩn độ cao Sadex OPA. Bước 4. Khử khuẩn dây soi bằng Sadex OPA. Sadex OPA là dung dịch khử khuẩn mức độ cao, có thể diệt được tất cả các dạng sống của vi sinh vật như nấm, vi khuẩn, virus viêm gan B, HIV, lao chỉ sau 5 phút. Dung dịch này sau khi hoạt hóa chỉ sử dụng được tối đa 14 ngày. Hàng ngày phải thử hoạt độ diệt khuẩn. Dây soi được ngâm ngập trong dung dịch khử khuẩn độ cao Sadex OPA. Dùng xi lanh bơm dung dịch khử khuẩn này vào trong kênh can thiệp để đảm bảo dây soi được khử khuẩn độ cao cả trong lòng ống và bề mặt bên ngoài. Các phụ kiện như van hút, van khí nước, van sinh thiết, khay quả đậu, khả năng ngáng miệng cũng được khử khuẩn độ cao trong dung dịch Sadex OPA. Khi ngâm toàn bộ dây soi và các phụ kiện vào trong Sadex OPA, bắt buộc phải bật chuông hẹn giờ để biết chính xác thời gian đã hoàn thành khử khuẩn dây soi và thời gian ngâm dây soi trong Sadex OPA tối thiểu 5 phút. Bước 5. Tráng rửa dây soi bằng nước sạch qua hệ thống lọc RO. Hệ thống xử lý nước RO với 6 lõi lọc với màng lọc siêu nhỏ tạo ra nước tráng rửa dây soi sạch, được định kỳ kiểm định để đảm bảo không có các vi khuẩn gây bệnh và không có các hóa chất độc hại. Dây nội soi sau khi được khử khuẩn độ cao bằng Sadex OPA sẽ được ngâm ngập trong dung dịch tráng rửa. Dùng bơm 50 bơm rửa, tráng kênh dụng cụ cũng như kênh khí nước nhiều lần, đảm bảo không còn tồn dư dung dịch khử khuẩn độ cao Sadex OPA trong và ngoài dây soi. Các phụ kiện như van hút, van khí nước, van sinh thiết, khả năng ngáng miệng, khay quả đậu cũng được tráng rửa sạch. Bước 6. Lau khô, tái sử dụng dây soi hoặc bảo quản. Dùng khăn mềm, vô khuẩn, lau khô hoàn toàn bề mặt dây soi. Lau khô các phụ kiện như van hút, van khí nước, van sinh thiết, khả năng ngáng miệng, khay quả đậu. Kết nối dây soi với các phụ kiện van hút, van khí nước,
Văn sinh thiết. Kết nối dây soi với bộ xử lý hình ảnh trung tâm để chuẩn bị nội soi cho bệnh nhân kế tiếp hoặc xì khô máy bảo quản. Sau quy trình khử khuẩn độ cao, phần dây soi luồn vào cơ thể người bệnh sẽ được định kỳ lấy mẫu để làm nuôi cấy, làm các xét nghiệm vi sinh để đảm bảo rằng quy trình khử khuẩn hiệu quả, dây soi an toàn, không có các mầm bệnh truyền nhiễm. Bước 7. Kiểm tra rò rỉ. Bước này được thực hiện cuối buổi nội soi hoặc bất cứ khi nào nghi ngờ dây soi bị rò rỉ, như bệnh nhân cắn vào dây soi bị rơi, bị sang chấn, bị va chạm với các vật sắc nhọn. Bước này giúp đảm bảo dây soi hoạt động hoàn hảo. Nếu có rò rỉ, lập tức ngừng sử dụng dây soi. Ngâm toàn bộ dây soi ngập trong nước. Kết nối bộ test rò rỉ với bộ xử lý hình ảnh trung tâm. Bật nguồn bộ xử lý trung tâm. Kiểm tra chức năng bơm khí của bộ test hoạt động bình thường. Kết nối đầu xa với ngàm kết nối trên dây soi. Kiểm tra toàn bộ dây soi, đặc biệt là vùng uốn cong ở đầu dây soi bằng cách vặn các núm up down, right left hết biên độ. Kết thúc test dò rỉ, tắt nguồn bộ xử lý hình ảnh trung tâm. Luôn nhớ rút bộ test kết nối với bộ xử lý trung tâm trước khi tháo rời đầu kết nối với dây soi để tránh khí bị ứ lại trong dây soi.